Có lẽ không cần nói nhiều về A24, vì hãng phim này dường như đang gánh trên vai sứ mệnh giữ gìn tính nguyên bản của điện ảnh trước một Hollywood quá say đắm trong hậu truyện. Từ The Witch, Hereditary, The Green Knight hay Best Picture của năm 2017, Moonlight, đều là những kịch bản ta sẽ chẳng thể tìm được ở bất kỳ đâu khác. Chúng mới lạ, nhưng cũng kỳ lạ, như thách thức mọi quy chuẩn và luật lệ làm phim thông thường. Đặc sản của studio này là những câu chuyện khó hiểu, ít giải thích, nhưng dư âm về mặt cảm xúc thì lại vô cùng dai dẳng. Tiếp nối truyền thống đó, năm 2021, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vladimir Johansson một lần nữa đưa người xem đến với những thông điệp ẩn sâu mà ta phải may mò tìm kiếm. Lấy cảm hứng từ dân gian Iceland và trí tưởng tượng của chính đạo diễn, Lamb là một cuốn phim siêu thực về sự đau đớn của mất mát và cách hành xử ích kỷ của loài người để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình. Hôm nay, hãy cùng bóc tách bộ phim kén người xem này và thử đưa ra một lời giải thích cho toàn bộ những gì đã xảy ra trong trang trại cừu tưởng chừng như vô cùng yên bình. Được bao quanh bởi cánh đồng cỏ xanh bát ngát tựa vào những dãy núi hùng vĩ, bối cảnh của Lamb sớm cho ta thấy sự cô đơn khi vợ chồng nhân vật chính Maria và Ingvar cùng căn nhà nhỏ cạnh chuồng cừu của họ như trơ trọi giữa thiên nhiên rộng lớn đầy bí hiểm. Hàng ngày, cả hai kiếm sống bằng nghề nông, làm cỏ để gieo hạt, cho đàn cừu ăn và đỡ đẻ cho chúng. Những công việc này cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán và chậm chạp. Phủ lên bởi sắc xanh dầu dĩ, Lamb chỉ cần vài phút đầu để cho khán giả từ từ nếm trải sự thiểu não và đau buồn. Những nhân vật không một lần giải thích hay kể lể về nỗi đau họ mang theo, nhưng cái cách mà họ tương tác nhợt nhạt với đối phương và với chính cuộc sống của mình như khẳng định rằng hẳn phải có một bi kịch nào đó rút cạn động lực sống trong những con người này. Ta nhanh chóng nhận ra căn nhà thiếu vắng tiếng cười của những đứa trẻ, và câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi vào một ngày, con cừu số 3115 đẻ ra một sinh vật kỳ lạ. Một đứa bé với cái đầu và tay phải của thú vật, nhưng phần dưới lại giống hệt con người. Dù ngạc nhiên, đôi vợ chồng vẫn mang sinh vật này về nuôi và đặt tên cho nó là Ada. Không xây dựng tính kinh dị theo cách thông thường, kể cả với dòng slow burn horror, sự đáng sợ của Lamb chủ yếu đến từ nỗi bất an trước đứa bé kỳ dị và những góc quay chân thực. Hãy tưởng tượng cảnh một con cừu non lọt lòng và bạn được nhìn thấy toàn bộ máu, thịt và bộ lông tơ nhấp nháp của nó. Dám chắc rằng ai trong số chúng ta khi chứng kiến cũng đều sẽ phải nhăn mặt. Ngoài hai nhân vật chính và chú cừu Ada, ta còn có người em trai Peter của Ingvar, một kẻ lông bông trốn nợ tại nhà anh chị mình, và một sự tồn tại bí hiểm mà ta sẽ nói phần sau. Không khó để người xem chắp nối được bề nổi của câu chuyện này với những chi tiết dễ nhận diện. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy đứa con mới của Maria và Ingvar, Peter đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh ta hỏi, thứ quái quỷ gì đây? Và Ingvar đáp lại, hạnh phúc. Cộng thêm với nấm mộ đề tên Ada mà Maria đến thăm sau đó, thì phiên bản đơn giản nhất của câu chuyện sẽ là đôi vợ chồng Maria và Ingvar từng có một người con gái tên là Ada, nhưng do một biến cố nào đó xảy ra và họ đã mất cô bé. Cuộc sống như dừng lại với hai con người đau khổ này, và tia hy vọng chỉ hé lại khi sinh vật nửa người nửa cừu kia xuất hiện. Điều này cũng lý giải tại sao trong kho lại có sẵn củi hay bình sữa cho trẻ con. Maria và Ingvar coi đó như một cơ hội thứ hai mà Chúa đã ban cho họ để một lần nữa nếm trải hạnh phúc. Và những phút giây vui vẻ đã thực sự tồn tại. Peter dù lúc đầu còn cố giết Ada vì cho rằng đứa trẻ này là thú vật chứ không phải người, nhưng dần dần cũng chấp nhận và thậm chí còn chuyện trò với cô bé. Maria và Ingvar thì như sống lại quá khứ, họ chăm sóc Ada, tết vòng hoa cho cô bé, vui đùa cùng cô. Và đỉnh điểm, hai vợ chồng có một đêm hồi xuân mặn nồng bên nhau, như thể những bi kịch chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, sự bất an chỉ càng tăng lên theo từng phút, và một cái kết đau buồn dường như chỉ là vấn đề về thời gian. Trong khi đang dắt tay Ada về nhà vì không thể sửa được máy cắt cỏ, Ingvar đã đụng mặt một sinh vật vô cùng to lớn với cái đầu cừu và một khẩu súng trường trên tay. Bộ phim chưa từng chính thức giới thiệu sinh vật này, mà nó cứ thế xuất hiện, không hề chần chừ, bắn một viên đạn thẳng vào cổ họng anh. Ingvar dãy giụa, nhưng rồi chẳng thể làm gì ngoài nhìn con quái vật kia dắt Ada đi trước khi bỏ mạng. Một cái kết bi đát và chóng vánh. Vậy rốt cuộc toàn bộ câu chuyện đậm chất ngụ ngôn trên có ý nghĩa gì? Trước tiên, hãy cùng đi tìm danh tính con quái vật ở cuối phim. Ngay trong phân cảnh đầu tiên, ta có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của một sinh vật đã dọa bầy ngựa chạy toán loạn. Chính nó sau đó đến bên chuồng cừu và cắt cảnh tới một con cừu có chửa nằm vật ra đất. Đây có lẽ chính là sinh vật đã thụ thai với con cừu số 3115, là cha đẻ thật của Ada, và hành động cuối phim của nó như một sự trả thù đối với gia đình là đã cướp đi đứa con của mình. Maria và Ingvar đã ngộ nhận Ada là món quà từ Chúa, và cái giá phải trả đến như một điều tất yếu của sự tham lam. Cả hai người, nhưng đặc biệt là Maria, rất cố chấp. Trong phần đoạn cả hai nói về chiếc máy thời gian, Ingvar có vẻ đã phần nào chấp nhận được thực tại, nhưng Maria lại muốn quay về quá khứ. Cô sẵn sàng làm tất cả để có lại cuộc sống mà cô từng có,
cô ta dính lấy Ada, đặt chiếc cũi trong phòng ngủ của mình để theo dõi hàng đêm. Quá đáng hơn, cô ta tức giận xua đuổi và thậm chí đã giết chết chính con cừu số 3115 vì nó cứ mãi kêu đòi Ada. Đối với Maria, mối quan hệ ruột thịt của con cừu này với đứa bé như cái gai trong mắt cần phải được nhổ bỏ. Chỉ khi đó, cô mới chính thức thành mẹ của cô bé cừu. Những dấu hiệu cũng đã xuất hiện rải rác, nhưng đều bị Maria phớt lờ. Vệt máu bắn giữa trán giống hệt với vết đạn mà cô găm vào chính con cừu 3115, nhưng Maria chẳng bận tâm mà lau nó đi ngay sau đó. Đây có thể là một liên hệ đến chính mối quan hệ của chúng ta với tự nhiên, khi đạo diễn cho động vật, cây cỏ, đồi núi xuất hiện nhiều hơn cả những nhân vật chính. Maria, Ingva dường như quá lép vế trước thiên nhiên bao la huyền bí và không nhận thức được hậu quả từ những hành động của mình. Loài người cũng giống như đôi vợ chồng này, sống nhờ vào thiên nhiên nhưng lại nổi lòng tham và muốn sở hữu tất cả, lấy đi thứ không thuộc về mình. Lấn chiếm đất, chặt rừng hay tàn sát các loài động vật, đó đã chẳng còn là điều gì mới lạ. Để đến cuối cùng, con quái vật với khẩu súng như đại diện cho chính cơn thịnh nộ của đất mẹ, giáng hình phạt xuống những kẻ vô ơn nhỏ bé. Tuy nhiên, trọng tâm chính của câu chuyện có lẽ tập trung phần nhiều vào nỗi đau của sự mất mát. Và điều đó không chỉ đến từ đứa con đã mất, mà còn từ chính lục đục giữa Maria và Ingva. Ingva hiền lành, thích cuộc sống chậm rãi yên bình, trong khi Maria thể hiện ra cô luôn muốn nhiều hơn trong mối quan hệ này. Đó có lẽ là lý do vì sao Maria ngoại tình với chính em trai của chồng mình là Peter. Ingva hẳn đã biết điều đó. Trong cảnh anh bắt được Peter đang nhìn trộm Maria tắm với Ada, Ingva không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận, hay thậm chí có một giả thuyết rằng người con gái đã chết là con của Peter và Maria. Ta không thực sự có dẫn chứng cho điều đó, nhưng hãy thử nhìn chú cừu Ada hiện thân cho đứa con đã mất. Một sinh vật lai như đại diện cho chính sự không chung thủy của Maria. Một đứa con là kết quả của hai dòng máu, nhưng lại không phải là của người chồng. Giả thuyết này cũng vô tình khiến phân đoạn Peter tha không bắn cho Ada trở nên có cơ sở. Khi đó chẳng khác nào tự giết con gái của mình. Cũng có người cho rằng Ingva biết tất cả những bí mật về Ada, Peter hay Maria, nhưng anh lại chọn im lặng. Và chính sự thỏa hiệp hèn nhát đó đã khiến anh nhận về kết cục là một viên đạn thẳng vào họng. Không có một lời giải thích nào là được kiểm chứng bởi đạo diễn, nhưng tất cả đều khắc họa lên một bức tranh lộn xộn mà Maria chẳng thể kiểm soát. Cô nỗ lực hết sức để đưa cuộc sống trở lại nhưng vô nghĩa. Maria cố đuổi Peter đi, nhằm giữ cho cuộc ngoại tình mãi mãi là bí mật. Nhưng khi cô trở về thì Ingva đã chết, còn Ada thì chẳng thấy đâu. Hẳn nhiều người xem cũng sẽ thắc mắc tại sao sinh vật được coi là cha đẻ của Ada không săn lùng cả Maria. Nhưng có lẽ để cô sống mới chính là mục đích của nó. Maria sẵn sàng giết chóc để lấp đầy mất mát trong lòng mình, thì giờ đây quả báo cho hành động đó là mất đi tất cả. Chồng chết, đứa con ngộ nhận cũng chẳng còn. Maria giờ đây chỉ còn lại một mình lẻ loi. Đó chính là sự trừng phạt mà sinh vật kia muốn cô sống để chứng kiến, tự cảm nhận hạnh phúc tuột khỏi tay mình. Tuy nhiên còn một nhân vật nữa mà chúng ta chưa nói đến, đó là Ada. Ada hồn nhiên, ngây thơ và không hề làm hại đến bất kỳ lợi ích của ai. Cô bé ngắm nhìn thế giới, chơi đùa cùng các thành viên trong gia đình và thực sự yêu quý đôi vợ chồng loài người. Khi Ingva bị bắn, Ada thể hiện sự xót thương. Cô bé nằm lại bên cạnh anh và thậm chí còn lưỡng lự khi bị cha đẻ kéo đi. Ấy vậy mà sự tranh giành của những bậc sinh thành lại đặt đôi mắt vô tội đó trước những cảnh tượng kinh hoàng. Con chó của Ingva chết ngay trước mặt cô, rồi đến cả Ingva. Maria thì giết mẹ ruột của cô bé, còn người cha đẻ chưa từng chăm sóc thì kéo cô đến một nơi xa lạ. Ada như đại diện cho những đứa con thơ dại bị tổn thương vì tranh cãi trong gia đình. Lý do mà người con của Maria chết cũng rất mơ hồ. Ta chỉ có phân cảnh hồi tưởng của Ingva về một đầm lầy bao la mà ở trong đó anh ta hoảng loạn đi tìm con gái. Kết hợp tất cả những dẫn chứng, chi tiết và thêm cả một chút phỏng đoán, bây giờ chúng ta hãy cùng sắp xếp lại câu chuyện và thử đưa ra thông điệp mà nhà làm phim người Iceland muốn truyền tải trong tác phẩm đầu tay của mình. Tại một vùng quê hẻo lánh và tách biệt, hai vợ chồng Ingva và Maria cùng nhau chung sống bằng nghề nông. Maria cảm thấy buồn chán với cuộc sống và hôn nhân của mình nên đã ngoại tình với em trai của Ingva là Peter và có một cô con gái tên là Ada. Ingva biết hết mọi bí mật nhưng vẫn nuôi nấng và yêu thương Ada. Cho đến một ngày, tranh cãi xảy ra. Có lẽ là mối quan hệ gian dối đã bị bại lộ. Ada tức giận và bỏ đi, sau đó là mất mạng tại đầm lầy, nơi ám ảnh Ingva mãi về sau. Maria và Ingva vô cùng hối hận và đau khổ, sống mà như đã chết. Đêm nọ, một sinh vật bất ngờ ghé thăm chuồng cừu của gia đình đôi vợ chồng, giao phối với con cừu số 3115 và đẻ ra cô cừu non với nửa thân là người. Maria và Ingva vui mừng đặt tên cho nó theo tên người con gái Ada và chiếm hữu luôn đứa trẻ này. Họ giết mẹ đẻ của Ada, cố xây dựng lại hạnh phúc, thậm chí Maria còn cố đuổi Peter đi. Tuy nhiên, cha đẻ của Ada đã trở lại và giết chết Ingva, trừng phạt Maria phải sống trong cô độc
rồi dẫn Ada đi mất. Đến cuối cùng, Maria đứng giữa màu trắng của sự trống rỗng, ngửa cổ lên trời và đầu hàng trước tấn bi kịch này. Từ đây, thông điệp rõ ràng nhất mà chúng ta nhận được, đó chính là sự vô vọng. Tất cả những cái chết đều là đã rồi, và không hề tồn tại thứ mang lên cơ hội thứ hai để đảo ngược lại những nỗi đau. Ta càng cố sửa chữa và tham lam về hạnh phúc đã từng bao nhiêu, thì cái giá phải trả lại càng đắt. Maria có lẽ đã thấm thía điều đó trong tiếng thở dài ở phân cảnh cuối cùng. Cô buông xuôi và thôi tìm đi một sự chữa lành. Nỗi đau mất mát, sự cố chấp hay rộng lớn hơn là mối quan hệ với thiên nhiên và bản chất tham lam của con người. Ta hoàn toàn có thể hiểu bộ phim này theo bất kỳ cách nào mà mình muốn, không hề có đúng sai. Đó cũng chính là ý đồ của đạo diễn Vladimir Johansson khi để người xem dùng trí tưởng tượng điền vào những khoảng trống mà ông để lại. Hãy cứ tự nghiền ngẫm, quan sát và rút ra điều gì đó cho bản thân mình, để không rơi vào vòng xoáy bi kịch của những nhân vật khốn khổ kia. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.